Xin chào các bạn nhé. Video này mình làm giới thiệu cho các bạn con dao Gilto lưỡi 21cm xếp giấy xanh nhé. Thép giấy xanh ạ. Thép giấy xanh ốp không gỉ hai bên nhé. Đấy. Thì là con dao này của làng dao Tosa. Dao hai lưỡi, thép giấy xanh, rèn thủ công. Và nó không có hộp. Dao đi kèm chỉ có như vậy thôi ạ. Không có hộp. Nên là giá sẽ rẻ đi rất là nhiều. Một con dao giấy xanh mà có đầy đủ hộp, nói chung là mẫu mã đẹp một chút thì nó rơi vào khoảng từ 5 triệu đến 7 triệu một con. Nhưng mà một con dao không hộp, bởi vì mình dùng thì mình chấn chất lượng thôi, chất lượng thép này, độ rèn của người ta. Đây là một con dao Nhật. Đấy. Không hộp, chỉ có như vậy thôi. Xưởng ship tới là có như vậy và kèm cái bọc bằng báo này thôi. Thì một con dao như này giá nó chỉ rơi vào tầm khoảng 1 triệu 9 đến 2 triệu một con dao lưỡi 21cm mà rèn thủ công rất là ngon, bén. Để cho anh em nào muốn sử dụng thép tốt mà giá mềm. Đấy, như con dao này họ rèn thủ công này, thông số 21 như lúc đo lên là 21,5 này. Đấy, hàng rèn thủ công này nó không nhất quyết nó một cái khuôn mẫu nào cả. Và con dao ạ. Con dao khá là đầm tay nhé, không nhẹ quá, không nặng quá. Nặng 179g, rất là cân đối. Và là dao rèn thủ công nên là sống dao rất là dày và khỏe. Đấy. Như con dao Gilto này mà lưỡi dày hơn 4 ly, rất là khỏe. Đấy. Cán thì là cán tròn. Đấy. Gỗ này chắc gỗ mộc nan đấy. Khâu thì khâu nhựa thôi nhé. Để giảm giá thành tuyệt đối, chủ yếu mình lấy cái lưỡi dao thôi. Anh em thích chơi đẹp chứ không thì có thể về rút ra chế cán các kiểu. Mà theo mình là dùng gia đình để một con dao như này quá là tuyệt vời luôn. Đấy, thì anh em nào mua hàng thì liên hệ với mình nhé. Mình xin kết thúc video ở đây.